Onesian và đối thủ của anh. Vâng, cũng cầm Roman. Cả ba trận đấu thì vâng, Quân thì tôi nghĩ rằng cũng bình thường thôi, trừ trận đấu đầu tiên là Greg đối đầu với Phoenician của chim sẻ chèn cây gỗ không. Vâng, rất từ tốn và chậm rãi. Vâng, cuối cùng thì anh đã đặt ngay chiếc BG rồi. Vẫn còn một cây gỗ rất ngứa mắt, nhưng không sao, ngứa thì tí nữa ta sẽ bôi Viruto. Vâng, Phoenician đối đầu với Roman. Trận này không biết rằng game thủ Dai Dai có rút ra kinh nghiệm gì không. Vâng, ở trận đấu trước. Vâng, ở trận đấu trước thì Dai Dai đã đánh theo chiến thuật. Vâng, một chiến thuật đó chính là lên đời 2 xong, cấy ruộng lên đời. Bo thành rất kín và rất rộng. Nhưng chim sẻ thì lên đời 3 ở đầu 10, sau đó là công nhà BA và công nhà BK lao vào làm tan hoang cơ sở làm ăn chính của game thủ Dai Dai. Trận này thì anh sẽ làm như thế nào đây? Chiến thuật đặt ra sẽ là gì? Chim sẻ sẽ đánh chém hay đánh cung? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Trận này cầm Phoenician thì lượng gỗ của chim sẻ lại càng nhiều, công ca lại càng dễ nếu như đối thủ không thay đổi chiến thuật. Đã thấy một bầy hươu rồi, bầy hươu đầu nhà chim sẻ nhưng không lùa được về nhà. Ở sát mép bản đồ và lại còn ở rất xa nữa. Lúc này chim sẻ bắt buộc phải tìm ra cặp vợ chồng voi để đưa về nhà thôi. Rừng cũng chưa thấy, bãi quả đầu thì cũng không. Một nền đất xanh mượt chỉ dùng để cấy ruộng. Vâng, voi thấy rồi, rừng thấy luôn. Vâng, nói đâu ra em đấy. Rất tiếc bây giờ đã là 9 giờ rồi. Vâng, 8 rưỡi. Rất từ tốn chậm rãi. Con voi đang dần dần lao về nhà chính. Vâng, húc đầu nhà chính và chết luôn. Nằm xuống. Vâng, đã đủ gỗ để đóng S rồi. Bây giờ chim sẻ kéo 5 dân ra. Vâng, 4 dân thôi. 1 dân tiếp tục đi dò. Đóng ngay chiếc S ở một cánh rừng thông. Vâng, tìm vị trí S đẹp. Chuẩn rồi. Có con SH chắc chắn sẽ dò nhà đối thủ sớm đây. Vâng, những thao tác nhanh như điện, tiện như chim sẻ chính là đây. Tiếp tục câu nốt con voi cái về nhà. Vâng, cắm cờ cho xe dò để có thể đi dò được nhà của game thủ Dai Dai rồi. Vâng, thấy thêm 3 voi ở khá xa. Vâng, 3 voi này thì thôi làm ngay chữ S cũng bỏ với Phoenician rẻ gỗ. Vâng, rất may mắn. Vâng, phải nói là một pha vẩy dân cực nhanh. Con dân này mà chết đi chắc chắn là sẽ là sự nuối tiếc dành cho chim sẻ. Con SH của chim sẻ vâng chưa đi cắm cờ đi dò nhà nhưng lại tìm ra bãi quả phụ rồi. Ngay cạnh chiếc S đầu tiên. Vâng, ngon nghẻ khỏe anh chính ở đây. Anh sẽ kéo ngay dân ra. Vâng, 5 dân. 4 dân nhà chính cộng 1 dân đi dò kéo về. Làm luôn bãi quả. Đóng G. Vâng, 1 bãi quả 6. Còn bây giờ nông dân ở bãi quả đầu. Ăn voi hay là ăn hiêu đây? Đóng S ăn voi thì sẽ có ăn 3 voi. Còn bãi hiêu tôi đã nhìn thấy 6 con. 24 dân rồi. Vâng, lại thấy một con hiêu đang chơ vơ trên bãi vực. Vâng, trên một chiếc vực. Đây có phải là một bầy hiêu có một con ở dưới và 5 con ở trên không? Vâng, đóng một chiếc S ăn hiêu. Và chiếc S này sẽ có thể ăn luôn cả vàng. 25 dân chim sẻ. Vâng, quyết định đánh 26 dân mới kích đời. Vâng, kích 7 phút 56 với 26 dân. Người ta gọi là chuẩn không cần chỉnh. Vâng, quyết định câu 3 voi về chữ S này rồi. Khá xa. Nhưng không sao. Vâng, con SH của game thủ màu 6. Vâng, màu 6 Dai Dai trận này nằm ở góc 5 giờ. Tôi đã thấy con SH của chim sẻ đổi màu. Roman và Phoenician đều là hai quân có lợi thế. Trong khi Phoenician chặt gỗ 13 ngay từ đầu, thì Roman mặc dù chặt gỗ 10 nhưng giá nhà cửa thì lại rẻ hơn. Vâng, rẻ phải đến 25% so với các nhà thường. Vì vậy mà đều có thể nói là lợi gỗ cả. Hai game thủ cầm hai quân đều được gọi là có khả năng ép đời rất sớm. Bây giờ thì chim sẻ, vâng, câu con voi thứ hai trong một gia đình voi gồm 3 người. Vâng, bố mẹ và một đứa con trai đang câu tiếp con voi về chiếc S này. Như vậy là sẽ đủ đồ, vâng, thừa đồ rồi. Gỗ gần đủ.
Vâng, đây sẽ là BL. Vâng, trung thành và lối đánh chém. BM, đủ chưa? Vâng, 149. Có xin thêm một dân không? Vâng, kích đời. Vâng, xin thêm một dân rồi. 10 phút 34 với 27 dân Phoenician. Vâng, vẫn còn một chú voi ở khá xa. Không biết chim sẻ có cho về nhà không? Vâng, vẫn bài cũ. Anh nâng cấp ngay móng thành. Chắc bài để cứ bo thành cho nó đẹp. Vâng, số lượng thực của chim sẻ các bạn có thể nhìn thấy nó đang là rất nhiều. Vâng, đây rồi, không được chọc. Vâng, vừa rồi thì anh đã làm tạm một cái. Vâng, chim sẻ vẫn đang rất từ tốn và chậm rãi. Có công nhà BK và công nhà BA không? Đang điên cuồng vẽ ruộng. Lượng thực đang là 600 khi mà anh chưa lên đời. Vâng, nâng cấp bánh xe rồi. Bây giờ sẽ là xin gì đây? Vâng, anh cho đào vàng rất ít. Vâng, BA luôn. Trận này không đánh lạc đà mà đánh sóc đơn chăng? Vâng, rất từ tốn và chậm rãi. Với số lượng thực như này, chắc chắn trong nhà chính của chim sẻ nắng đang có 7 con nông dân. Tôi đoán là như vậy. Lúc này thì game thủ dai dai vẫn đang điên cuồng vẽ thành, bo nhà khá kín. Cơ cấu nhà cửa rất tốt. Vâng, phải nói rằng là các game thủ Trung Quốc bo nhà thì bao giờ cũng đẹp rồi. Vâng, thành rất dài, các bạn có thể thấy thành từ 6 giờ lên góc 9 giờ. Phải nói rằng dai dai đang thể hiện mình là một nghệ sĩ bo thành tuyệt vời. Anh mới bo từ 6 giờ lên 9 giờ, các bạn có thể thấy kín mít luôn. Một khu vực cực kỳ rộng lớn. Vâng, bộ cũ của dai dai đang được thể hiện trên màn hình con, bản đồ con, các bạn có thể nhìn thấy những dãy thành thật sự là tuyệt vời. Vâng, cuối cùng thì chim sẻ sau một hồi tham là 39, anh quyết định đóng trước nhà BK ngay sát móng thành của game thủ. Vâng, đó là game thủ dai dai thuộc vui siêu tinh của Trung Quốc. Vâng, những con sọc đơn, những con cung R đã bắt đầu xuất hiện. Hai nhà BA, một nhà BL tập trung sóc dần. Làm gì đây? Vâng, nhà K đã có. Xin pháo thôi. Bây giờ bắt đầu công vào. Vâng, cả lạc đà, cả sọc đơn, cả ngựa giò và cả cung giờ. Công vào những móng thành của game thủ màu 6 dai dai. Dai dai đã lên đời 3 xong. Vâng, tôi thấy có hai nhà BL rồi. Vâng, rất nhiều nhà BL. Trận này thì dai dai số dân bia có lẽ là đang là kỷ lục rồi. Chim sẻ vẫn đang giải thành. Vâng, Phoenician đối đầu với Roman. Một con pháo đã sinh ra. Dã thôi. Vâng, nã rồi. Pháo đang nã vào phía thành. Vâng, tiếp tục giải những móng thành. Đây chính là sở trường của các game thủ Trung Quốc, vẩy móng cực giỏi. Vâng, vẩy nhốt luôn, nhốt cả cung R và cả pháo, rất hay. Vâng, nông dân vẫn tiếp tục ra để vẩy móng thành. Việt Nam chúng ta, vâng, thời của Linda và Long Thiếu Gia thì không chơi vẩy móng, chỉ có ve thôi chứ không được vẩy trang trí như thế này. Rất khó có thể vào được nhà của các game thủ bên phía Trung Quốc do những pha vẩy móng tuyệt vời. Vâng, pha vẩy móng nhanh kinh khủng luôn. Trang trí, trang trí và trang trí. Vâng, cuối cùng vào rồi nhưng ở bên trong.
bên trong là một cạm bẫy, vâng, một cạm bẫy mang tên Dài Dài. Anh đang có rất nhiều sọc đơn, không biết là sọc đơn đã có công mấy rồi. Vâng, sọc đơn đối đầu với cả sọc đơn và cả ngựa bắn của chim sẻ. Chim sẻ đã lên giáp 4 cho ngựa bắn, rất kinh nghiệm. Vâng, phải nói rằng cực kỳ kinh nghiệm. Đây là trận đấu thứ hai mà chim sẻ thi đấu có thành. Vâng, tôi đã xem kinh nghiệm rồi, không biết là anh học ở đâu. Vâng, một nhà đi vừa được thiết kế. Vâng, như vậy là sọc đơn đi vòng ra đằng sau để chọc vào những con pháo của game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, tóm lại là có bị chết pháo không? Vâng, không chết pháo, điều pháo như hát đít. Vâng, Dài Dài đã gõ 2-3, tỷ số là 3-0 cho chim sẻ nắng trên chính sở trường của các bạn. Giam đôn có thành tròi. Các bạn đã chờ đợi những trận đấu 3-3 ở thể loại 3-3. Việt Nam sẽ có Tiểu Bạch Long, Chim Sẻ Đi Nắng và Dinosaur. Văn Quốc. Vâng, các bạn hãy chờ đợi trận đấu thứ 3. Chắc luôn máy này anh này. Vâng, các bạn đã chờ đợi ít phút để đến với những trận đấu trong thể loại 3-3 có thành tròi, giam đùm, đánh theo luật của Trung Quốc. Vâng, ngựa giò phải đi cùng chém mới được phép kinh dân. Chim sẻ đã xuất sắc thắng Dài Dài với tỷ số 3-0. Vâng, đội hình ra quân của bên Gui Siêu Tinh có một chút thay đổi, đó chính là Dài Dài, Manu và Thiên Thiên. Vâng, Thiên Thiên sẽ đánh thay cho Ngạo Thế Quân Hùng.